kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Trên bảng của mình đang là một mớ hỗn độn các USB tester. Mình đang có tổng cộng 4 mẫu ở trên bàn. Trong video này thì mình xin phép được chia sẻ những cái trải nghiệm của mình về các mẫu USB test này trong quá trình sử dụng. Hy vọng là video sẽ có những cái thông tin có ích đến cho bạn nào mà đang quan tâm đến những sản phẩm như này. Mình sẽ chia sẻ các trải nghiệm dưới góc nhìn là một người sử dụng bình thường. Thậm chí là có những cái USB tester ở đây có nhiều chức năng quá mà mình còn chưa sử dụng được hết. Thì hy vọng là nếu như anh em nào mà biết chuyên sâu hơn và thấy những tính năng nào mà nó đáng giá hơn thì các bạn có thể comment chia sẻ bên dưới để mình có thể biết thêm, và những anh em nào mà xem được thì cũng có thể có thêm thông tin để giúp các bạn đó tham khảo. Chúng ta sẽ đi lần lượt với một cái USB tester rẻ nhất, đó là của bọn KWC. Đây là chiếc USB tester đầu tiên, dạng USB tester đầu tiên mà mình mua. Nó rẻ nhất, nó rơi vào khoảng 140 đến 170, nếu như mà các bạn chưa mã giảm giá. Trong các đợt sale thì chúng ta sẽ mua được giá loanh quanh 100.000. USB tester này thì mình mua tổng cộng là 3 chiếc. Trong quá trình sử dụng thì đã bị 2 chiếc nó bị kiểu nó gãy đầu tai C này. Gãy này là do một phần mình dùng mình cũng không giữ gìn, một phần là có những lúc mình tháo ra mình dùng trần như này. Nhưng cũng phải nói lại là một phần nữa là cái đầu C của nó ấy, hàn vào PCB nó hàn rất là mớm mớm thôi. Nó không có nhiều điểm tựa, dẫn đến việc là sau một thời gian sử dụng thì ngay cả chiếc này của mình thì nó cũng bị hơi cong cong ấy. Thì đây là một điểm mà anh em sử dụng thì nên lưu ý nhá. Mình sẽ cắm vào để demo các chức năng của nó. Đây là dạng USB test kiểu cơ bản nhất. Chúng ta sẽ phải cắm tải vào. Nó sẽ có một cái màn hình LCD ở đây để các bạn có thể theo dõi thông số, hiển thị được hiệu điện thế này, cường độ dòng điện này. Thì ở đây nó có thể đo được tối đa từ 4 đến 30V. Dòng là lên đến 5A. Tiếp đến có một mũi tên biểu thị chiều dòng điện đang đi theo hướng nào. Nó đang đi từ cái bộ sạc kia vào viên pin sạc dự phòng của mình này. Bên cạnh này là bộ đo, bao gồm là thời gian này, công suất đang sử dụng hiện tại này, và cái lượng điện đã đi qua cái USB này. Cái độ C này thì mình thấy là hình như nó đâu có cảm biến gì đâu. Nó hiển thị lúc nào nó cũng rơi vào tầm này. Trong khi thì một số thiết bị khác của mình thì đang hiển thị là nhiệt độ đang rơi vào khoảng 20 độ. Thì cái này nó cứ 28, 29 độ thôi. Cái này coi như là để cho vui nhé. Chúng ta sẽ có 10 bản ghi thời gian cũng như là cái dung lượng pin. Các bạn sẽ nhấn nút để chuyển qua lại giữa các bản ghi. Và muốn xóa cái bản ghi đây. Ví dụ như mình đã có một cái bản ghi tận 25 tiếng này. Và dung lượng là 24.000. Mình muốn xóa đi, mình sẽ nhấn giữ để có thể đo lại từ đầu. Nó sẽ reset từ đầu và các bạn sẽ có tổng cộng 10 bản ghi như này để có thể đo dung lượng pin hoặc là làm gì đó các bạn muốn. Nó cũng có thể đảo chiều màn hình các bạn nhé. Đó, nhấn 2 lần để đảo chiều này, tùy theo hướng sử dụng của các bạn. Thì đây là cái nội thất của nó, rất là cơ bản, với giá 100.000. Chúng ta sẽ có một con chip của Louboutin này, con MCU. Một cái điện trở đo dòng đây. Chúng ta sẽ chuyển qua cái USB tester tiếp theo. Đây là 100.000. Chúng ta sẽ đến với chiếc TC66C. Cái này thì mình mới mua và lên video gần đây. Mình mua nó tại vì mình sử dụng cái form thẳng này rất nhiều. Tức là đầu vào đầu ra đều là tai C ấy. Thì cảm giác là nếu như cắm vào cục sạc này, xong rồi chúng ta cắm vào đít điện thoại di động ấy, thì cắm cái dạng này nó sẽ tiện hơn là cái dạng USB to này. Nên là mình mới mua chiếc này và tính năng của nó cơ bản là cũng khá nhiều và đầy đủ. Cái thiết kế của nó sẽ như này các bạn. Và nó sẽ có hai phiên bản có Bluetooth và phiên bản không có Bluetooth. Nếu như các bạn mua phiên bản có Bluetooth thì chúng ta sẽ có app ở trên điện thoại. Nó có app cả ở trên iOS và cả trên Android các bạn nhé. Thế còn mình mua ở đây thì hôm đấy mình lại tiếc tiền. Mình lại mua bản không có Bluetooth. Bây giờ dùng nhiều thì mình mới thấy là có app Bluetooth thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ tháo ra này. Nó sẽ như này. Và nó rất nhỏ gọn các bạn. Đẹp. Đây là mặt sau của nó này. Khác biệt hoàn toàn so với 100.000 bên trên đúng không ạ? Chiếc này thì giá của nó sẽ rơi vào khoảng tùy từng nơi bán.
Mình thì mua là sấp xỉ 400.000, áp mã các kiểu thì nó rơi vào khoảng hơn 300.000. Giá của chiếc này sẽ tương đương với giá của chiếc SNB48 các bạn nhé. Tính năng thì cũng khá là tương đồng. Nhưng mà đây mình sẽ demo cho các bạn thấy này. Mình sẽ cắm nó vào nguồn điện. Thì lập tức nó sẽ sáng lên này. Chúng ta sẽ có chỉ có hai nút điều khiển thôi, cho nên là điều khiển nó sẽ mới đầu làm quen thì sẽ hơi khoai. Cũng có giao diện để các bạn setting đấy, để các bạn cài đặt. Cài đặt độ sáng này, cài đặt các thứ này, độ C, độ F này, cài đặt kết nối, cài đặt Bluetooth, nhưng mà bản này không có Bluetooth. Xem được firmware thì nó có một cái cổng micro USB ở đây. Các bạn có thể update firmware thông qua máy tính hoặc là cắm qua cái cổng này để kết nối vào app ở trên máy tính các bạn nhé. Theo dõi các thông số ở trên máy tính. Chúng ta sẽ có giao diện là đây hiển thị volt, ampere này, công suất này, mũi tên đo cái chiều dòng điện đang đi. Các bạn sẽ có một cái màn hình ở đây rất là đẹp và nét luôn. Cái màn hình này thì mình thấy nó đâu để xem nào. Ồ, mới đầu mình cứ tưởng nó là màn OLED các bạn ạ, nhưng hóa ra nó là màn LCD nhé. Bên dưới này chúng ta vẫn có cái khu vực hắt sáng chứng tỏ nó là LCD, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp, rất là nét. Các cái khu vực đo dung lượng pin này, trigger các kiểu này, nó có nhiều tính năng phết. Đó. Bên cạnh này chúng ta có thể phát hiện các chuẩn sạc của thiết bị mà chúng ta đang cắm vào. Mình sẽ nhấn giữ để chọn này, nó sẽ báo là nguy hiểm này. Bây giờ thì nó sẽ bắt đầu phát hiện xem là cái cổng Type-C này hỗ trợ những chuẩn sạc gì. Như ở đây nó đang đo được là hỗ trợ Quick Charge 2.0, 3.0, không hỗ trợ Samsung AFC, hỗ trợ chuẩn Type-C Power Delivery này, không hỗ trợ các chuẩn sạc của Huawei. Như vậy là nó đã trigger ra các cái chuẩn sạc này. Chúng ta có thể trigger sâu hơn xem là cái chuẩn này, chuẩn PD thì nó hỗ trợ những profile gì. Khi mà trigger chuẩn PD thì chúng ta sẽ phải cắm vào, rút ra cắm lại, hơi bất tiện một chút. Ở đây thì nó ra được 6 profile, 5V, 9V, 12V, 20V và 3,3V đến 20V, 3A. Ở đây thì có một cái điểm lưu ý là ở đây chúng ta có thể trigger ra các mức hiệu đến điện thế khác nhau, xuất ra cổng C này, 12V này, 15V này, đó, 20V này, ổn áp phết, mặc dù nhỏ nhưng mà có võ. Tuy nhiên một điểm lưu ý là nếu như mà đo vào các cái cục sạc mà có PPS ấy, thì nó chỉ đo được đến mức 3A thôi. Ví dụ như mình có một cục sạc 100W này, hỗ trợ PPS là 23,3 đến 21V 5A, nhưng mà cái chiếc USB này thì nó chỉ đo được ra 3A thôi, do cái giới hạn của chiếc USB này, test này. Phải rút ra cắm vào này. Đây là một cái điểm nhỏ nhỏ nhưng mà chắc là cũng ít khi chúng ta dùng cái tính năng này. Tính năng này là sử dụng không quá thường xuyên đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có thể thấy này, cái cục sạc này là 100W của Ugreen, nó hỗ trợ PPS lên đến 5A, nhưng mà USB này thì nó bị giới hạn, nó chỉ đo được đến 3A thôi. Thì đây là một cái nhược điểm của nó, nhưng bù lại thì nó rất nhỏ gọn các bạn. Đó, cho anh em có thể tham khảo. Và chiếc USB test này thì cũng được đánh giá khá cao về cái độ phân giải đo và cái độ chính xác của nó các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi sang cái USB test tiếp theo là một chiếc USB test mà SNB48 và SNB58 mình sẽ nói cả hai cùng một lúc. Thì chiếc 58 này mình được một anh trên group là anh Vinh có tặng mình. Mới đầu thì mình đang dùng 48 một thời gian rồi, nhìn 58 ham hồ quá. Thế là đăng post định mua thì lại được một anh trong group tặng. Rất là cảm ơn anh. Và sau khi dùng cả 48 và cả 58 với mức giá của 58 hiện tại đang rất cao, nó rơi vào khoảng 800 đến 900 nghìn. 48 này thì rẻ hơn rất nhiều, nó sẽ rơi vào khoảng 400 nghìn khi mà sale và áp mã các kiểu ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 350, tức là giá nó sẽ gấp khoảng hơn 2 lần nhau, gần 3 lần. Tuy nhiên sau quá trình sử dụng trải nghiệm thực tế này thì mình thấy là 58 nó hơn 48 ở những điểm. Đâu mình sẽ lắp cái module Bluetooth vào đã để demo cho các bạn thấy.
Ok. Cả hai con ốc ở trên là được. Cái 58 này thì mình sẽ thấy là về phần mềm, tức là về mặt chức năng của 48 và 58 mình đang thấy là rất là tương đồng nhau, không có chức năng hơn kém quá nhiều. Chủ yếu mình thấy khác biệt giữa 48 và 58 là ở cái thiết kế vỏ. Thì chiếc 58 này chúng ta có thể thấy nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều đúng không ạ? Và cái dòng đo được của nó thì lên đến 7A. Thế còn chiếc 48 này thì phiên bản mới của nó đã lên đến 6A rồi. Mức chênh lệch là không lớn. Và nó ở những cái chuẩn sạc mà chúng ta kiểu nó không quá thường xuyên dùng đến ấy. Hai cái USB Bluetooth này thì nó đều có phiên bản. À, hai chiếc USB test này nó đều có phiên bản có Bluetooth và không có Bluetooth. Thì nếu được anh em nên mua bản có Bluetooth nhé. Bản có Bluetooth thì chúng ta sẽ có app. Đây, cái chiếc USB này hoàn chỉnh của nó thì trông nó sẽ như này. Một điểm nữa cho anh em sử dụng mua và dùng 48 thì anh em tháo ra lắp vào thì anh em siết các cái con ốc ở các góc này là siết với mức độ vừa phải. Còn nếu như anh em kiểu siết mạnh tay quá giống mình này thì nó sẽ bị nứt cái mica ở đây, và siết mạnh nữa thì có thể là nó sẽ bị nứt các cái lỗ ở các cái góc này. Đây, hoàn chỉnh nó sẽ như này. Thì cái cách mà hoàn thiện là khác nhau, dẫn đến giá thành khác nhau. Thế còn về cách điều khiển này cũng có joystick này. Chiếc 58 này thì chúng ta có thêm một cái còi chip ở đây, nó sẽ có những cái tiếng tít tít tít. Còn chiếc này thì nó sẽ không có âm thanh gì khi mà chúng ta sử dụng cả. Vẫn có một joystick và một nút back, tính năng cơ bản là giống nhau. Tiếp đến thì nó khác nhau ở cái độ phân giải màn hình và độ nét của màn hình các bạn. Đây, mình sẽ cắm vào đây. Thì chiếc đó, chiếc 58 sẽ có một cái còi, nó sẽ có tiếng tít 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 mỗi khi mà chúng ta chuyển. Chúng ta sẽ có một cái màn hình nét hơn, mịn hơn. Còn bên dưới thì màn hình nó răng cưa hơn. Nhưng mà dù sao thì đây là một cái thiết bị mà chúng ta sử dụng để test. Cũng không cần phải màn hình nó quá đẹp đúng không ạ? Thông số rõ ràng là được. Nếu mà ưu tiên tính thực dụng các bạn nhé. Về app này, các cái tính năng mình thấy là giống hệt nhau. Nó chỉ khác nhau về cái giao diện, cách hiển thị. Màn ông này to hơn thì ông ấy hiển thị đẹp hơn và sắp xếp lại bố cục nó chuyên nghiệp hơn thôi. Chứ còn về về mặt gì nhỉ, gọi là giá trị cốt lõi, mình thấy là y nhau. Đây các bạn có thể thấy này, cái màn hình bên này nó có kiểu cái USB này thì nó có độ phản hồi nó cao hơn này, màn hình nó nét hơn nên là giao diện hiển thị của nó thì sẽ đẹp hơn. Còn cơ bản các tính năng sẽ là giống nhau. Chúng ta cũng có trigger các chuẩn sạc này, có tính năng phát hiện các chuẩn sạc này, của hai bên đều giống nhau. Giao diện các cổng cắm cũng giống nhau, chúng ta sẽ có cổng vào A, cổng ra A, đây tương tự này. Micro USB để kết nối với cả app cũng như là nạp firmware thông qua máy tính này. Joystick, notepad này. Bên dưới này cũng có cổng C in, cổng C out, cổng micro USB in. Đấy. Một cái công tắc gạt PD com ở đây. Ok, về giao diện app mình sẽ demo nhé. App của hai con là giống hệt nhau các bạn ạ. Đây mình sẽ start shot này. Hai con đều hiển thị trên app như này. Kết nối vào con nào cũng vậy thôi, giao diện nó giống hệt nhau các bạn nhé. Enter này, chọn run này. Ở đây thì các bạn có khu vực biểu đồ để xem được các cái dạng biểu đồ như là volt ampe này. Tiếp đến thì có tính năng gọi là trigger hiệu điện thế này. Tính năng tiếp theo là tính năng mà xem các cái bản ghi đo dung lượng pin, đo dòng điện. Đây, có các cái khối chức năng. Nếu như mà các bạn sử dụng app ấy, ví dụ đây, để các bạn đo dung lượng pin của pin sạc dự phòng chẳng hạn, thì đây nó đang là group thứ 2 trên tổng số 10 group này. Mình có thể chuyển qua group khác trên app, group số 3 này. Clear cái group này đi này.
để reset tất cả các thông số này về không này. Đó, thì trên app nó hiển thị đều về không hết và trên USB nó cũng về không hết. Mấy hôm nay thì mình có sử dụng một cái tải điện tử để đo các cái viên pin sạc dự phòng, nên là mình thấy là mua app, mua bản có app thì có thể theo dõi được từ xa và điều khiển cũng như xem được cái thống kê từ xa, nó tiện hơn rất nhiều. Nên nếu được thì anh em hãy mua bản có app nhé. Đây, chúng ta có thể xem được toàn bộ 10 bản ghi ở đây. Ngoài ra nữa thì cổng C in C out thì chúng ta muốn test các cái cục sạc mà có cổng C, ví dụ nó chỉ có cổng C như này, và muốn test cổng C của nó thì các bạn sẽ phải sử dụng cáp cắm vào. Sau đó thì sử dụng các cái tính năng trigger. Nó sẽ có cảnh báo này, automatic này, trigger này. Đó. Nó sẽ xem được các cái chuẩn sạc mà cục sạc này hỗ trợ. Trên chiếc 48 này cũng y như vậy. Nếu như anh em có điều kiện thì anh em có thể mua 58, là một cái USB gọi là mới nhất đầu bảng của cái hãng này. Thế còn thực dụng thì anh em có thể sử dụng 48. 48 là một cái USB test mà giá tiền trên hiệu năng hiện tại đang rất là tốt. Đây, chúng ta có thể cũng check được các chuẩn sạc. Chiếc 58 này thì mình chưa biết cách tháo, mình đã thử tháo ốc ra mấy lần nhưng mà chưa cạy được ra. Thế còn chiếc 48 này thì tháo dễ hơn. Đó, tính năng cốt lõi là tương đương nhau các bạn ạ. Mình sẽ tháo cái mặt lưng này để cho các bạn thấy cái nội thất của nó. Đây là module Bluetooth này. Nếu các bạn mua bản có Bluetooth thì cái module nó sẽ tiếp xúc lên trên như này. Còn nếu không thì nó sẽ là một cái miếng nhựa. Đây là nội thất của các cái USB test mà mình đang có. Thì với chiếc 48 này chúng ta sẽ có đây vị trí các cổng này. Mình thấy hai cái cổng C này nó làm đều rất là cứng cáp các bạn. Nó làm xuyên qua PCB này và cái khung thép của nó cũng rất là cứng. Chúng ta sẽ có một cái joystick để điều khiển dễ dàng hơn, thay vì chỉ có hai nút như này, vừa chức năng chọn, vừa chức năng back, vừa chức năng tiến lùi, khó điều khiển hơn. Đây là một con STM32F. Chả biết nó là chắc là MCU thôi, của một cái hãng nào đấy. Ok, video này đến đây thôi. Mình sẽ để link các sản phẩm này ở bên dưới và khuyến nghị anh em nhiều tiền thì anh em có thể mua 58, mua của các hãng lớn như là gì nhỉ? Của bọn gì? PowerZ lên đến 1 triệu, 2 triệu gì đấy. Thế còn anh em nào mà thực dụng và muốn đầu tư ít nhưng mà đạt cái hiệu quả, hiệu năng cao thì có thể sử dụng FNB48 nhé. Giá rất là hợp lý. Chúc anh em xem video vui vẻ.